Viêm khớp uống thuốc gì? Tổng hợp các loại thuốc tốt nhất hiện nay. Bệnh viêm khớp là căn bệnh hiện nay rất phổ biến ở Việt Nam và ngày nay đang có dấu hiệu trẻ hóa. Tùy vào tình trạng bệnh và tùy vào loại viêm khớp mà sẽ có các loại thuốc điều trị khác nhau. Video trên đây sẽ chia sẻ đầy đủ thông tin về câu hỏi viêm khớp uống thuốc gì và một số nhóm thuốc điều trị viêm khớp hiệu quả trên thị trường hiện nay. Viêm khớp uống thuốc gì? Được biết, có nhiều nhóm thuốc giúp điều trị viêm khớp hiện nay, nhưng tập trung vào hai loại chính như sau. Thứ nhất là các loại thuốc đặc trị. Đây là các loại thuốc bao gồm kê toa hoặc không kê toa. Bạn nên đi đến các bác sĩ để được thăm khám và tư vấn loại thuốc nào phù hợp với tình trạng bệnh của mình. Bạn cần chú ý trong quá trình sử dụng có xảy ra tác dụng phụ hay không, các triệu chứng có thuyên giảm hay không, đều thông báo cho bác sĩ trong lần khám sau. Thứ hai là các loại thực phẩm chức năng. Để quá trình điều trị hiệu quả hơn thì các loại thực phẩm chức năng là sự lựa chọn hàng đầu của người viêm khớp vì giảm được các triệu chứng bệnh mà không gây ra tác dụng phụ đi kèm. Người bệnh có thể sử dụng mà không cần theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, bạn cần xem bạn có mẫn cảm với thành phần nào của thuốc hay không. Thuốc trị viêm khớp tốt nhất hiện nay. Thứ nhất là thuốc giảm đau kê đơn và không kê đơn. Thuốc có tác dụng giúp giảm đau bằng cách thay đổi cảm nhận của người bệnh, hiệu quả trong những cơn đau ngắn hạn và thông thường được khuyến khích có những phương pháp điều trị hiệu quả tốt hơn. Paracetamol sẽ giúp giảm đi các cơn đau nhẹ hiệu quả, nhưng không có tác dụng giảm viêm. Thuốc phù hợp với những người lớn tuổi, đặc biệt là với những người có vấn đề về dạ dày. Khi sử dụng thuốc thì không nên uống rượu bia vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Thuốc chống viêm không steroid. Thuốc có tác dụng giảm viêm và giảm đi những cơn đau rất tốt, giúp hỗ trợ điều trị nhanh các triệu chứng bệnh mang lại như là bệnh tim mạch, càng nguy hiểm hơn với những người lớn tuổi. Thuốc giảm đau tại chỗ. Loại thuốc này dùng ở ngoài da dưới dạng gel, miếng dán hoặc là dạng xịt. Thuốc có tác dụng hiệu quả qua vùng da nên một số vị trí viêm khớp gần bề mặt da sẽ cảm nhận được tác dụng của thuốc như là ở vùng gối, chân hoặc là cổ tay. Capsaicin là hoạt chất có trong trái ớt. Có tác dụng giúp ngăn chặn các cơn đau từ dây thần kinh truyền lên não. Khi sử dụng dưới dạng gel bôi thì bạn sẽ cảm thấy ấm nóng ở vùng da được bôi và một số sản phẩm tiêu biểu như là Capsaicin, Capsaicin hay là Capsaic Salicylate được sử dụng nhiều trong các cơn đau nhẹ như là bong gân, viêm khớp, bầm tím, căng cơ hoặc là đau lưng, giúp ngăn chặn tín hiệu của dây thần kinh trong cơ thể, từ đó giảm đi các cơn đau hiệu quả. Phổ biến nhất là Salonpas, Lidocaine, giúp tạo cảm giác để xoa dịu những cơn đau. Dưới dạng gel, kem hoặc là xịt, miếng dán đều có khả năng giảm đi những cơn đau hiệu quả. Chất đối kháng là những loại tinh dầu hay là lông não tạo ra cảm giác nóng lạnh khi sử dụng để mà đánh lừa đi những cảm giác đau do là bệnh viêm khớp gây ra. Thuốc tiêm trực tiếp. Một số dạng thuốc tiêm phổ biến hiện nay như là tiêm corticosteroid hay còn gọi là glucocorticoid được tiêm trực tiếp vào khớp thì bạn sẽ cảm nhận là giảm đau và giảm sưng do viêm khớp gây ra. Tác dụng có thể từ từ, từ vài ngày đến vài tháng. Cần theo chỉ định của bác sĩ, nếu sử dụng quá liều thì sẽ xảy ra các tác dụng phụ như là thèm ăn, tăng ký hoặc là cao huyết áp. Tiêm axit hyaluronic tác dụng giảm đau khi tiêm lên tới là 6 tháng và thường được sử dụng ở khớp gối và khớp vai. Tiêm tế bào gốc. Những tế bào được thu thập từ chất béo trong cơ thể của bạn, sau đó tiêm vào những vùng khớp đang bị đau. Thuốc chống thấp khớp DMARD tác dụng giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch, ngăn chặn sự tiến triển của bệnh, đồng thời giúp giảm đi những cơn đau, giúp khớp được phục hồi, được điều trị cho bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vẩy nến, viêm cột sống dính khớp. Thuốc có tác dụng chậm nên các bác sĩ sẽ cho từ 2 đến 3 loại sử dụng cùng một lúc. Một số tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình điều trị như là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc là một số vấn đề về gan và phổi. Phương pháp điều trị sinh học.
Tác dụng chính khi sử dụng phương pháp này đó là giúp ngăn chặn đi những hóa chất trong máu, làm hệ miễn dịch tấn công lên các khớp. Hiện nay có nhiều phương pháp là sự kết hợp của methotrexate và các DMARDs, nhưng phương pháp TNFI là loại sinh học được kê đơn phổ biến nhất. Phương pháp này có thể khiến cho bạn bị cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp, đau họng, viêm phế quản do ngăn chặn hệ miễn dịch. Ngoài ra có thể gây đau nhức và buồn nôn. Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm khớp từ thiên nhiên. Viên xương khớp Anco Plus là sản phẩm nghiên cứu và phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Ritado. Sản phẩm có công dụng nổi bật như là hỗ trợ giảm đau nhức mỏi do thoái hóa xương khớp, giảm nhanh các triệu chứng như là tê bì, sưng đỏ, hỗ trợ bôi trơn, phục hồi sụn khớp, tăng cường sức mạnh gân cốt. Với thành phần 100% từ thiên nhiên nên không có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra trong quá trình sử dụng, hỗ trợ cho hàng ngàn người trên cả nước thành công trong quá trình điều trị bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp do thoái hóa khớp. Những lưu ý khi sử dụng thuốc trị viêm khớp. Để tránh rủi ro trong quá trình sử dụng cũng như là các tác dụng phụ không mong muốn, bạn cần nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng cần tuân thủ theo pháp đồ điều trị để tránh việc uống thuốc quá liều hay là tự ý giảm liều, đều sẽ không mang lại kết quả tốt nhất. Cần tránh những chất kích thích như là rượu bia, cà phê, thuốc lá trong khi bạn đang sử dụng thuốc, vì nó có thể giảm đi tác dụng của thuốc mà không mang lại kết quả. Xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động thể dục thể thao thì bệnh viêm khớp sẽ nhanh chóng được kiểm soát. Video trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin về câu hỏi viêm khớp uống thuốc gì cũng như là các loại thuốc đang phổ biến trên thị trường hiện nay. Cảm ơn bạn đã nghe video này, chúc bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn có thắc mắc nào về bệnh xương khớp hoặc đang gặp khó khăn trong việc điều trị bệnh nhưng không hiệu quả, hãy liên hệ ngay số hotline bên dưới để được các chuyên gia tư vấn và giải đáp thắc mắc về bệnh xương khớp một cách hoàn toàn miễn phí bạn nhé.